chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà rất đẹp, thiết kế mẫu hiện đại, cực kỳ sang trọng luôn. Và nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, toàn bộ là nhà phố hiện đại, có một bên dãy nhà thôi. Căn nhà mình hướng chính là hướng chính Bắc, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Căn nhà thiết kế cực kỳ đẹp và sang trọng, bố trí full nội thất khoảng tầm 500 triệu đồng. Và đang được giao bán chỉ có 7 tỷ 900 triệu đồng thôi nha. Căn nhà thiết kế cực kỳ đẹp nha anh chị. Đường trước nhà là con đường rộng 5m, hai xe hơi tránh nhau và có một bên dãy nhà thôi. Đường mới trải nhựa cực kỳ đẹp. Xe hơi thì anh chị có thể đậu trước nhà vô tư, do nhà mình đối diện thì là bức tường nên là chúng ta có thể vừa đậu xe hơi trước nhà, và khu này thì hai xe tránh nhau được nha. Đường 5m thì hai xe có thể tránh nhau được. Xe hơi đến tầm 1m9 thì 5m có thể tránh nhau được nha anh chị. Con đường hẻm cụt nằm trong khu nhà đồng bộ, toàn bộ là nhà phố hiện đại, dân cư về ở hết rồi, đường nhựa rất là đẹp, rất là sang luôn. Căn nhà mình thì đang được chào giá bán là 7 tỷ 900 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Một căn nhà rất là đẹp, rất là sang trọng luôn nha quý vị. Mẫu hiện đại. Đấy, anh chị nào xem video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em Hưng. Sẽ có lớp cổng sắt phía ngoài. Và chúng ta sẽ có bộ cửa sắt kính cường lực bên trong. Xây dựng hết đất luôn. Ở đây thì chúng ta đậu thoải mái xe hơi 7 chỗ nha. Ốp sàn gạch 80. Tường cũng được ốp gạch lên cao phải tầm 3m. Đậu thoải mái xe 7 chỗ ở đây. Vừa khít luôn. Trần bố trí thạch cao và đèn chùm. Căn nhà rất là đẹp, rất là sang trọng. Giá tiền đang được giao là 7 tỷ 900 triệu đồng. Thiết kế cực kỳ đẹp và sang nha. Và di chuyển vào trong đây, chúng ta sẽ đến với khu vực cầu thang và phòng bếp. Một căn nhà thiết kế cực kỳ đẹp luôn, mẫu hiện đại, full nội thất. Đối diện chúng ta có tủ rượu, trang trí cái kệ. Toilet thì nằm dưới gầm cầu thang. Cầu thang ốp đá kim sa, tay vịn gỗ sồi và lan can là sắt CNC. Phòng bếp thì được tặng lại bộ bàn ăn này, tặng lại bếp điện từ, máy hút khói, bộ tủ bếp gỗ An Cường. Một căn nhà rất đẹp, thiết kế mẫu hiện đại rất là sang nha. Quý anh chị cô chú nào xem video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới em Hưng. Nhà này với diện tích ngang 4m2, sâu 14m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà mẫu hiện đại rất là đẹp nha quý vị. Anh chị nào xem được video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới em Hưng. Chúng ta cùng em di chuyển lên phòng khách trên lửng nha. Cái đèn chùm rất đẹp nha mọi người. Thang ốp đá kim sa. Tặng full nội thất khoảng tầm 5-600 triệu. Trên đây thì được ốp sàn gạch. Da gỗ, ốp gạch chéo rất đẹp. Tặng lại bộ sofa và tivi. Kệ tivi cũng như là máy lạnh sáp nha anh chị. Trần có đèn chùm thạch cao. Phòng lửng thì thiết kế rất là đẹp. Rất sang luôn. Có cửa kính và có toilet luôn nha. Căn nhà mình thì có 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính là hướng Bắc, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Căn nhà thiết kế rất là đẹp luôn. Toilet thì có bồn cầu khối này, có quạt hút, gạch ốp cao lên hết đến đụng trần luôn. Đây có tủ rượu. Ngang 4m2, sâu 14m. Nhà mình thì giá khá là rẻ nha quý vị. Có 7 tỷ 900 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Và tiến lên trên đây sẽ đến với khu vực phòng ngủ. Có 4 phòng ngủ, 5, 6 vệ sinh, toilet riêng từng phòng. Vẫn ốp sàn gạch giá gỗ. Và tặng lại giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh đầy đủ. Full nội thất luôn nha quý vị. Phòng thì cũng khá là rộng. Khá là rộng rãi và thoáng nha. Phía ngoài chúng ta có ban công đúc tầm 1m2. Lan can là sắt đặc. Và cửa nhôm Simfa.
Căn nhà thiết kế cực kỳ đẹp và sang nhau mọi người. Anh chị cô chú nào đang xem video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em Hưng và nhớ đăng ký kênh. Vực nhà vệ sinh thì chúng ta có bồn cầu khối, vách kính, vòi tắm và có quạt hút gạch ốp cao đến đụng trần. Phía phòng số 2 của nhà mình thì có đầy đủ nội thất hết luôn. Ta mua chỉ việc xách vali về ở thôi. Căn nhà này thì làm giếng trời ở giữa nha mọi người. Giếng trời đặt ở giữa. Giếng trời ở chỗ bàn trang điểm nha. Nhà thiết kế rất là đẹp, rất là sang. Giá tiền rẻ, chúng ta còn chần chừ gì mà không gọi ngay về tới bên em Hưng để được sở hữu căn nhà này. 4 phòng ngủ có hết nội thất nha. Toilet riêng từng phòng. Và di chuyển lên trên sẽ đến với khu vực phòng ngủ số 3, số 4 nha. Cầu thang ốp đá kim sa. Nhà xây mới, sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi. Thì 4 phòng ngủ có hết nội thất giống y chang nhau. Đây là phòng ngủ số 3 này. Phòng số 3 của căn nhà này cũng có nội thất đầy đủ hết nha. Phía sau là phòng số 4. Đấy. Và di chuyển lên trên sẽ đến với khu vực phòng thờ, sân thượng trước sau. Rất đầy đủ công năng sử dụng. Đây là phòng thờ nha. Và phía đây sẽ là khoảng sân thượng cho chúng ta trồng cây và bố trí vui chơi. Căn nhà mình thì giá bán là 7 tỷ 900 triệu, vẫn còn thương lượng. Và nhà thì thiết kế màu hiện đại rất là đẹp luôn. Rất là sang nha. Sân thượng bố trí cây cối và trang trí treo đèn kết hoa cực kỳ đẹp nha quý vị. Phía sau sẽ là khu vực sân thượng giặt phơi đồ. Sân thượng giặt phơi đồ thì đã làm khung sắt và làm mái hết rồi. Rất là kỹ nha. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.